Chào quý vị, chúng ta trở lại với đề tài giữ gìn và tôn vinh những giá trị của di sản văn hóa đô thị. Thưa quý vị, qua cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Viện Phó Viện Nghiên cứu Phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta nhận ra rằng di sản văn hóa đô thị là một điều rất là cần thiết, và đặc biệt thì chúng ta đang đứng trước những cái nguy cơ di sản này sẽ bị mai một. Thưa tiến sĩ, như lúc nãy tiến sĩ nói là có những cái việc phát triển đô thị thì nhiều khi do cái tầm nhìn cũng như là cái cách đặt vấn đề thì người ta nghĩ là chỉ cần phá bỏ cái cũ là xong và cứ thế mà xây lên một cái đô thị mới. Thì ở Việt Nam chắc là hiện giờ các cái đô thị lớn của chúng ta đều đang gặp cái vấn đề này. Nhưng thưa, qua cái sự khảo sát của tiến sĩ và cái chuyến đi khảo sát mới nhất ở nước Pháp, làm thế nào họ có thể giữ được những cái cũ mà cân bằng hài hòa với những cái mới ạ? Ví dụ chúng tôi thấy có một cái quyển sách, thì chắc là tiến sĩ cũng đã xem cái quyển sách này. Đây là quyển sách cho thấy là những hình ảnh của Paris 100 năm trước so với 100 năm sau cái kiến trúc như thế nào. Những cái câu chuyện mà tiến sĩ thấy ở nước Pháp thì họ giữ gìn cái di sản cảnh quan kiến trúc cũng như văn hóa là sao? Vâng, thật ra thì những lần tôi đi khảo sát ở nước Pháp thì đúng là chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, với thời gian của chúng ta tôi rất là ít. Và thường thường là kết hợp với những công tác khác. Chỉ có cái đợt vừa rồi là tôi có 2 tuần. Thì chủ yếu tôi chỉ đi cái tuyến là từ Paris xuống đến Toulouse. Vâng, hai thành phố lớn. Và trên dọc đường đi thì có ghé những cái di sản văn hóa của nước Pháp hoặc là của thế giới mà nằm trên cái tuyến đấy. Thì cũng trao đổi với các anh chị em ở Pháp rất là lâu, cũng như là trao đổi với các bạn đồng nghiệp làm về bảo tàng, làm về bảo tồn di sản ở Pháp ấy. Tôi biết là thực ra thì cũng không phải là họ chú ý đến cái vấn đề này hàng trăm năm nay đâu, mà có lẽ là từ sau chiến tranh thế giới thứ hai thì người Pháp mới bắt đầu chú ý đến cái vấn đề là bảo tồn. Có lẽ là sau một cuộc chiến tranh nó quá khốc liệt và người ta thấy rõ ràng có một cái sự đổ vỡ về tâm thức con người, cùng với cái sự tàn phá về mặt cơ sở vật chất văn hóa, thì người ta mới giật mình thấy rằng là rõ ràng là giữa mối quan hệ giữa con người ở đô thị với những di sản văn hóa không phải chỉ đơn thuần là con người đến ở đấy, mà người ta còn có một cái sự gắn bó, có một cái trách nhiệm đối với cái nơi mình ở nữa. Và từ sau đấy thì đặc biệt từ những thập niên 50, 60 thì cái việc là bảo tồn văn hóa thì họ mới được thực thi một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Còn luật bảo tồn di sản văn hóa thì các nhà nước Pháp từ sau, nếu như những cái văn bản mà tôi được tiếp cận ấy, thì ngay từ sau cách mạng tư sản thì họ đã có những cái luật đấy rồi. Thế nhưng mà rõ ràng là cái tốc độ phát triển thì người ta chưa phát triển như là phải xây dựng lại sau chiến tranh thế giới thứ hai. Cho nên là gọi là có luật nhưng mà bảo tồn thì nó vẫn cứ như thế, người ta vẫn dường như là từ lưu thời giữ ông như vậy. Napoleon, vâng, là đã cái kiến trúc, cái quy hoạch của Paris chẳng vâng. hạn vậy, các cái đô thị là phải đâu ra đó. Vâng, và ngay từ đấy thì đã xây dựng cái Paris mới, nhưng mà cái Paris đầu tiên, khởi đầu đầu tiên của cái đô thị vào khoảng thế kỷ 16, 17 thì bây giờ họ vẫn giữ nguyên một khu phố, và ngay thời kỳ Napoleon cũng đã bắt phải giữ lại cái khu phố đó rồi, không cho phá đi để xây dựng những kiến trúc mới của thế kỷ 18 nữa. Thế ở hai cái thành phố vâng. mà tiến sĩ đi khảo sát đó, thì có cái chuyện mà một cái kiến trúc mới theo cái kiểu tân kỳ hiện đại, nhà cửa kính cao tầng sang trọng mà chen vào bên cạnh những cái kiến trúc mà thời Louis, thời Napoleon. Ít nhất là những cái gì tôi biết thì dường như cái hiện tượng đấy rất hiếm ạ, rất hiếm. Nếu có xây dựng lại thì gần như họ phục dựng lại những cái kiểu thức kiến trúc làm sao cho có thể là gần giống như cũ, hoặc là ít nhất phải hòa hợp với cái cảnh quan cũ ở đấy. Và nhìn chung thì những cái khu phố đấy được bảo tồn lại. Ít nhất là có những cái thì khu vực mới thì người ta sẽ xây thành một khu đô thị mới. Đối với Sài Gòn, Hà Nội thì hiện giờ chúng ta đang phân vân giữa cái việc mà chúng ta giữ cái nào là trung tâm cũ, giữ thế nào là trung tâm mới, phải không ạ? Vâng ạ. Tôi rất là mong là Sài Gòn, Hà Nội thì trong quy hoạch phát triển luôn luôn nói rằng sẽ có những đô thị mới, đô thị hướng tâm hoặc là những cái đô thị vành đai. Thì cho đến hiện nay thì đặt vấn đề là xây dựng một cái trung tâm hành chính mới hay là một cái đô thị mới để không quá dồn nén cái số lượng dân cũng như là cái phương tiện giao thông vào khu trung tâm. Thì ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã có một quy hoạch là khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thế nhưng mà đến gần đây thì ít là từ tháng 8 năm 2014 thì chúng ta lại có một cái thông báo, một cuộc thi thiết kế cái khu hành chính ở ngay cái ô phố sau lưng Ủy ban Nhân dân chẳng hạn. Vâng, thì rõ ràng nếu xây vào đấy thì mặc dù lấy cái Ủy ban Nhân dân làm trung tâm thì những cái kiến trúc phía sau tôi nghĩ là chắc chắn nó không thể nào mà mang được cái
vẻ đẹp của nguyên cái ô phố mà nó hòa hợp với cái ủy ban nhân dân đằng trước. Khu vực nhà thờ Đức Bà thì là một cái ví dụ điển hình cho cái chuyện hiện đại hóa xung quanh những công trình cổ, là nhà thờ Đức Bà, bưu điện. Thì bây giờ có lẽ đứng phía nào thì khu vực đấy chúng ta cũng thấy là những công trình quá hiện đại, nó che chắn cái tầm nhìn, nhìn về một cái công trình cổ như thế. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái bài học, theo tôi không phải là bài học tốt cho việc bảo tồn một điểm, tức là một công trình cụ thể, cũng như là một cái diện, là một cái tuyến đường cổ hay là một cái khu vực trung tâm. Tiến sĩ lúc nãy có nói đến vấn đề luật lệ. Thế thì ở nước Pháp họ để mà giữ được một cái Paris như vậy, hay là cái Toulouse mà vừa có cũ vừa có mới như vậy, thì luật lệ của họ họ đặt vấn đề nào trước nhất ạ? Thứ nhất là phải có quy hoạch, phải không ạ? Vâng, trước hết là phải quy hoạch, và trong quy hoạch thì vấn đề bảo tồn phải được đặt trước vấn đề xây dựng các công trình mới. Nghĩa là trong cái quy hoạch đó là phải xác định hẳn là cần phải bảo tồn những cái hay đẹp, cái cũ mà cần phải giữ. Vâng. Chứ không phải là quy hoạch có nghĩa là đặt ra rồi xong rồi chúng ta lại sửa lại, chúng ta lại thêm vào cái gì đó, phải không ạ? Đúng ạ. Thế còn cái những họ có những cái luật lệ nào mà tiến sĩ thấy rằng là cần thiết chúng ta cần học tập kinh nghiệm? Giữa cái quy hoạch và xây dựng và thực thi thì rõ ràng cái hệ mà chúng ta quan tâm cũng như nhiều nước quan tâm đấy là làm sao họ có thể bảo vệ được cái quy hoạch cũng như luật lệ của họ trong khu đấy. Tôi lấy ví dụ như là việc không xây thì người dân ở trong đó họ sẽ phải sống như nào trong cái không gian, rõ ràng so với không gian hiện đại thì chật chội hơn, thậm chí là có những cái tiện nghi không bằng. Thì họ phải giải quyết vấn đề thực tiễn như vậy. Và tất cả những cái luật lệ trong việc bảo tồn thì luôn luôn phải đi cùng với một vấn đề là giải quyết cuộc sống của người dân. Chứ chúng ta không thể chỉ đứng dưới góc độ là bảo tồn ngôi nhà đấy nhưng không quan tâm đến những người dân sống ở đó. Bởi vì nói cho cùng, nếu như người dân mà người ta không có ý thức, người ta không cảm thấy thoải mái, người ta không thấy rằng là cái bảo tồn cái này nó có lợi ích thiết thực cho họ và cho cộng đồng thì rất khó bảo tồn nếu mà chỉ có luật lệ của nhà nước. Họ có quy định là trong cái việc mà giữ một cái kiến trúc cũ, cảnh quan cũ, cũng như là việc tạo ra một cái kiến trúc mới, cảnh quan mới đó, người dân phải được hỏi ý kiến như thế nào? Tất cả những cái đấy thì đều đã đưa được về cộng đồng dân cư và họ quy hoạch, hoặc là thậm chí là cần thiết là trong những cái cuộc gọi là họp, hay là đặc biệt là gần gần bầu cử chẳng hạn, để cho một cái cuộc họp của hội đồng thành phố đấy, thì quy hoạch khu vực nào thì thứ nhất là quy hoạch công khai lâu dài và thu thập ý kiến nhiều chiều từ báo chí, từ chuyên gia, và rất quan trọng ý kiến của cộng đồng dân cư tại chỗ. Thế và tất nhiên bên cạnh đấy thì không bao giờ chúng ta đặt ra một cách quá lý tưởng là lợi ích của cộng đồng dân cư với lợi ích chung, hay là lợi ích của từng cá nhân với lợi ích chung là luôn luôn phải được thỏa mãn cả hai bên, hay là một bên phải hy sinh cho bên kia. Thì đấy là quá lý tưởng thì không có cái việc đấy. Thế nhưng mà ít nhất là những cái phương án ta đặt ra thì bao giờ cũng là đặt lợi ích cộng đồng. Và bên cạnh đó thì từng người dân có sự hiểu biết và họ hiểu rằng là cái việc này cộng đồng có lợi thì bản thân họ cũng có lợi. Thế và nếu như ai cũng muốn đi vào khu trung tâm ở để cho thuận tiện cho công việc làm việc của mình thì cái sức ép về dân số rất là lớn. Mà rõ ràng như vậy thì cái việc bảo tồn rất là khó. Thì ít nhất là ở Paris hay là Toulouse tôi tham khảo đấy, thì người ta nói rằng là thuế nhà đất ở trong khu trung tâm là cực lớn. Cả công sở nhà nước hay là trụ sở của tư nhân hay là nhà ở thì thuế rất lớn. Mà thuế đấy nó phải đi kèm với một điều kiện là cấu trúc bên trong thì tùy từng nơi có thể anh thay đổi nội thất thôi. Tức là anh trang trí nội thất, anh có thể anh làm thêm cho nó hiện đại lên, tiện nghi hơn. Nhưng mà cấu trúc bên ngoài, lan can, hình thức, nhà, màu sơn, thậm chí là anh trồng cái hoa gì, cửa sổ anh sơn màu gì, đấy là không gian của cộng đồng, của thành phố, anh không được tùy tiện làm. Và anh nếu anh chấp nhận như vậy thì anh ở. Thế nhưng vì sao vẫn có người ở và nhà thuê ở đấy thì liên tục không bao giờ là ế cả? Là bởi vì người dân người ta cũng có một cái quan niệm có lẽ cũng hơi khác mình. Là thứ nhất, tư nhân về đấy, vào đấy ở thì anh trả tiền cao, có nghĩa là về kinh tế anh cũng ở một tầng lớp là khá giả. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là khi anh chấp nhận những điều kiện về văn hóa như vậy thì anh cũng là người sang trọng về văn hóa, anh hiểu biết về văn hóa. Cũng là một cái gu văn hóa, gu lịch sử, đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn tiến sĩ. Như thế ít nhất chúng ta cũng thấy là nước Pháp là một cái nơi mà cân bằng giữa cái mới và cái cũ. Tôi nghĩ là sau đây cái phần mà lúc nãy tiến sĩ nói rất nhiều về vấn đề ý kiến người dân thì chúng ta sẽ dành cho cái cuộc trao đổi phần kế tiếp.